Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, trong việc cướp ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly đã thẳng tay sát hại hàng loạt con cháu nhà Trần. Trước hoạn Chu Diệt huyết thống, bà Lê Thị Hoàn, mẹ Trần Nguyên Hãn, con dâu quan tư đồ Trần Nguyên Đán đã chạy lên Trang Sơn Đông năm Ất Sửu 1385. Trang Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, trấn Sơn Tây, nay là xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phú. Đây là đều những địa danh xưa. Không biết bây giờ thì cũng còn tên như vậy hay không thì bản thân cũng chưa tìm hiểu hết. Vì cuốn sách mà kênh chia sẻ được xuất bản năm 1985. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử xin gửi tới các bạn một số mẩu truyện về Trần Nguyên Hãn, câu chuyện của tác giả Quỳnh Cư. Trong cuốn sách Danh nhân Việt Nam, những vì sao đất nước tập 2, nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội năm 1985. Xin phép được trình bày toàn văn câu chuyện. Các bạn thân mến, Trần Nguyên Hãn cùng toán nông phu Trang Sơn Đông đánh trâu vác bừa chạy kịp vào rừng, thì đằng sau giặc mình cũng tràn tới. Một nông phu đứng tuổi giọng lo lắng, không biết mấy người đang cày ở đồng trên có chạy thoát không. Nhiều người chưa kịp trả lời thì từ một xóm nhỏ ven đường gần đấy, khói ùn ùn bốc lên, tiếp theo là tiếng tre nứa đổ, tiếng lợn kêu, tiếng chân người chạy hối hả xen lẫn tiếng la hét của giặc, tiếng khóc thét của phụ nữ. Nhìn cảnh tượng ấy, cặp mắt sắc sảo của Trần Nguyên Hãn long lên giận dữ. "Chạy thôi anh Hãn," một nông phu giọng run run không phải vì sợ hãi. Trần Nguyên Hãn chuyển vai bừa, cầm vạt áo quạt gió, để lộ bộ ngực đồ sộ, nối từng thớ thịt rắn chắc. "Các bác đánh trâu vào rừng sâu đi, tôi ở đây xem sao đã." Vừa dứt lời, Trần Nguyên Hãn và toán nông phu đã nhìn thấy giặc lũ lượt kéo đến ngày một đông và đang đuổi bắt những bạn làm đồng của họ chưa kịp chạy thoát. Người nông phu đứng tuổi giọng lạc đi, "Làm thế nào cứu được họ anh Hãn?" Bộ mặt phương chữ điển rất sáng của Trần Nguyên Hãn tái đi. "Làm thế nào được, chúng nó đông như giỏi bọ thế kia." Bỗng toán nông phu Trang Sơn Đông cùng kêu lên thất thanh. Họ đã tận mắt nhìn thấy giặc đuổi kịp mấy nông phu và xả kiếm chém chết từng người. Cũng từ phía ấy, trên con đường làng gấp khúc dẫn vào rừng, bỗng xuất hiện từng đoàn dân chúng gồng gánh bồng bế nhau chạy giặc. Lập tức bọn giặc tỏa ra làm nhiều cánh đuổi theo vây bọc lấy đoàn người, mặc sức cướp giật và bắt đi nhiều thiếu nữ. Toán nông phu kinh hãi nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Tang tóc loạn ly thực sự đã trùm lên vùng Sơn Đông này rồi. Máu những người dân lành Sơn Đông đã bắt đầu đổ. Cho đến lúc về đến nhà giúp mẹ cất giấu thóc lúa, Trần Nguyên Hãn vẫn chưa xuôi được cảnh giặc giết hại dân lành và nỗi nhục khi phải bó tay nhìn giặc hành hạ giết hại dân mình. "Sao con chẳng nói chẳng rằng gì thế?" bà mẹ hỏi khi việc thu dọn đã xong. Trần Nguyên Hãn ngỡ ngàng nhìn người mẹ tóc đã bạc quá nửa nhưng còn phảng phất nét kiều diễm thời trẻ. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Trần Nguyên Hãn nói: "Giặc đã tràn đến giết hại người mình, con nghĩ đến bổn phận của trai thời loạn." Bà mẹ không ngạc nhiên trước khẩu khí của con. Từ lúc bụng mang dạ chửa chạy lên Trang Sơn Đông, ngay sau khi chồng và đứa con trai cả bị Hồ Quý Ly sát hại, bà những cầu mong đứa con trai trong bụng sẽ là đứa con trai có tài cao đức rộng, mai sau có thể rửa được thù nhà. Mong ước ấy đã bước đầu đạt được. Bà sinh Trần Nguyên Hãn vào lúc gia đình tan nát, cảnh sống thiếu thốn. Và mặc dù là quý tộc, bà không còn nhớ hết bà đã trải qua những vất vả nhọc nhằn như thế nào để nuôi con, nhưng bà đã vui lòng cam chịu, không một lời than. Hơn thế, bà còn hài lòng vì thấy Trần Nguyên Hãn từ lúc bé đã thông minh xuất chúng, học đâu nhớ đấy, và ngày càng tỏ rõ là người có chí lớn. Vì vậy nghe con trả lời, bà vừa vui vừa tỏ ý lo lắng. Bà nói: "Mẹ nào ngăn con nghĩ đến việc làm rạng rỡ dòng họ Đông A. Đông A là dòng họ Trần. Chữ Trần, chữ Hán gồm chữ Đông bên phải và A bên trái.
Nếu vậy, mẹ đã không phải rau cháo nuôi con đi học, mua bình thư cho con nghiền ngẫm và kể cho con nghe về tổ tông, về thù nhà. Nhưng phàm việc lớn phải nuôi trí, phải có nhiều người giúp sức. Nay tuổi con còn trẻ, đường đời chưa trải, một lời con sướng lên, dân chúng chưa dễ đã tin theo. Trần Nguyên Hãn trả lời: Mẹ yên lòng, con đã gần 20 tuổi đầu rồi. Con tiếc rằng nhà Hồ thoán nghịch đã mất lòng dân, nên vận nước có cơ hỏng mất. Việc lớn rồi con phải chờ, phải biết bền gan vững chí con ạ. Vừa lúc ấy, viên gia tướng từng theo hầu ông Trần Án, cha Trần Nguyên Hãn, vai đeo một móm hạt dọc, tất tải chạy kêu lớn. Móm làm bằng tẩu lá cọ non, có thể xách hoặc đeo trên vai. Thành đa bang mất rồi, thưa tôn phu nhân. Thành này được coi như là điểm then chốt bảo vệ phòng tuyến kéo dài từ núi Tản Viên, Hà Tây, theo bờ nam sông Đà, sông Hồng, cho đến cửa sông Ninh Giang, Nam Hà, rồi lại tiếp tục theo bờ sông Luộc, sông Thái Bình, đến Bình Than, dài 700 dặm, khoảng 106 km. Thành đa bang mất rồi. Trần Nguyên Hãn kinh ngạc, nhắc lại: Cái thành mà Hồ Nguyên Chừng đã dốc hết sức xây thật kiên cố ấy mà mất thì cả phòng tuyến của nhà Hồ sẽ vỡ, kinh thành ngày một ngày hai cũng sẽ mất theo, vận nước thế là hỏng rồi. Thưa công tử, thế giặc mạnh lắm, nghe nói chúng kéo sang đến 80 vạn quân và phao lên rằng để khôi phục sự nghiệp nhà Trần. Ông tin như vậy sao? Trần Nguyên Hãn nóng nảy hỏi. Thưa, tôi không tin, nhưng chắc không ít người nhẹ dạ. Ông nói phải lắm, giặc Ngô mượn tiếng phục Trần để cướp nước ta đó thôi. Cũng không phải thế giặc mạnh đến sức ta không chống lại được, chỉ vì nhà Hồ lấy gian trị để hiếp dân chúng, thuế má phiền, lao dịch nặng, pháp luật ngặt, hình phạt nghiêm, gặp mừng mà thưởng khen, nhân giận mà phạt giết, nên trong họ không tin theo, mất nước chính là điểm ấy. Nghe con nói, bà mẹ khen: Con thành người lớn thực rồi. Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi, Trần Nguyên Hãn vội chạy ra. Viên gia tướng nhân lúc đó nói với bà Lê Thị Hoàn: Công tử tuổi trẻ nhưng đọc rộng biết nhiều, rõ là người có tài kinh bang tế thế cho đời nay. Bà Lê Thị Hoàn thoáng bối rối: Ông yêu con ta mà khen quá lời đó thôi, chẳng hay võ nghệ con ta thế nào. À công tử, cái đang nói không phải là giỏi võ nghệ, cái ấy đã đành. Cái đang nói là công tử am hiểu binh pháp, ai cũng phải phục. Có ông giúp đỡ, ta còn no lỗi gì. Thưa tôn phu nhân, giúp đỡ công tử là bổn phận của kẻ làm tôi. Thấy con là người có chí, nên ngay sau đấy bà Lê Thị Hoàn quyết định làm một việc mà lâu nay bà vẫn băn khoăn suy nghĩ: trao thanh kiếm gia truyền cho con. Phải rồi, ta có thù với Hồ Quý Ly, bà thầm nghĩ. Lẽ ra ta sẽ chọn lúc trao cho con thanh kiếm này để con nhớ đến thù nhà mà lo trả. Nhưng làm việc đó phỏng có ích gì? Nếu con ta chiêu binh mãi mã, việc lớn mau thành thì xã tắc cũng bị đẩy vào cạnh loạn ly, nổi ra nấu thịt. Nếu chẳng may việc bại lộ, tính mạng con ta rồi sẽ ra sao? Nay giặc Ngô đã kéo sang, tình thế biến chuyển, đích thực chúng là kẻ thù cả dân tộc. Con ta sớm nghĩ đến bổn phận của kẻ làm trai, lẽ là ta không trao kiếm quý cho con, khích lệ con vì đại nghĩa. Thanh kiếm ấy khi xưa cụ tổ bảy đời đã từng giết giặc Nguyên, mang lại cảnh thái bình thịnh trị cho dân nước ta. Cụ tổ bảy đời tức là Thái sư Trần Quang Khải. Vậy trao cho con thanh kiếm gia truyền ấy chính là để nhắc con nhớ đến tổ tiên xưa, ra tay cứu nước, mưu phúc lành cho muôn họ. Chí đã quyết, bà vác thuồng tới bên bụi chuối ra sức đào. Hài lòng việc làm của mình, vui mừng vì trao kiếm cho con đúng lúc, bà dùng toàn sức đào bới. Và mỗi nhát thuồng như nhắc bà nhớ lại võ công của cha ông, và mường tượng thấy
con sẽ lập lên kỳ tích. Thành kiếm đây rồi. Bà nhẹ nhàng mở chiếc hòm gỗ quý ghép đất khít ngoài quét sơn đỏ. Thanh kiếm chuyển có bao nhiêu đời đã mòn đi chút ít, nhưng tiếng thép thanh giòn âm vang tỏ rõ là kiếm quý. Bà đem kiếm vào trong nhà, lấy khăn lau sạch bóng. Vừa lúc ấy, Trần Nguyên Hãn sau lúc nói chuyện với các nông phu đã trở về, mặt mày rạng rỡ. Thấy mẹ đang mải mê lau kiếm, Trần Nguyên Hãn kinh ngạc dừng lại. Phút chốc, Trần Nguyên Hãn đã đoán ra mọi việc, nét mặt lộ rõ xúc động. Bà mẹ lặng lặng đem thanh kiếm ra vườn, chọn cây chuối to, nhẹ nhàng xài kiếm. Nhát kiếm bén ngọt cắt đôi thân chuối. Bà trở vào nhà nghiêm nghị nhìn con trai vẫn chưa dứt cơn kích động. Bà nói: "Cha con quý thanh kiếm này hơn cả tính mạng mình. Cụ tổ bảy đời đã rèn đúc nó để đánh giặc Nguyên. Nay giặc Ngô đã sang giày xéo đất nước, giết giặc hại dân mình. Con là người có trí, có tài, hãy biết giữ lấy nó." Trần Nguyên Hãn quỳ xuống đỡ kiếm, giọng trầm hẳn đi: "Con hiểu lòng mẹ, con sẽ không để danh tiếng thanh bảo kiếm này mai một. Con hãy dùng vào việc đại nghĩa." Trần Nguyên Hãn nhìn mẹ vẻ biết ơn, rồi vút ve thanh kiếm hồi lâu. Các bạn thân mến, vượt qua đò sông đáy, nghe theo lời cô lái đò, Trần Nguyên Hãn phải tìm lối đi xuyên rừng, tránh cắt đột giặc để trở về nhà. Vì vậy, quãng đường về nhà đáng nhẽ chỉ cần đi nửa buổi, Nguyên Hãn phải mất trọn một ngày. Đến chợ Bạch Hạc thì trời đã gần tối. Trần Nguyên Hãn rùng mình ngửi thấy mùi thịt khét, và từ trên các cành cây ven chợ, cả chục xác người bị giặc treo cổ chưa được chôn cất. Điều gì đã xảy ra ngày phiên chợ này? Trần Nguyên Hãn tự hỏi và cồn cào lo lắng. Nhắc thấy bóng giặc ở phía trước, Trần Nguyên Hãn lùi lại tìm một chỗ khuất để đặt gánh. Tay không rời chiếc ống tre xuyên mắt rỗng ruột có chốt mấu, bên trong giấu thanh bảo kiếm dùng làm đòn gánh. Chao ôi, mới chỉ trong một tuần trăng đi vắng mà quê hương đã tan hoang sơ xác thế này. Trần Nguyên Hãn bỗng nhớ lại sau lúc giặc Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly đem về nước, đặt ách đô hộ tàn bạo lên đầu lên cổ dân Đại Việt. Nơi nơi giặc liền dựa vào bọn thổ quan ra sức lùng bắt con cháu nhà Trần, nhà Hồ để diệt trừ mầm mống chống đối. Để tránh mắt giặc, Trần Nguyên Hãn đã từ biệt mẹ và người tướng già, quẩy dầu đi bán để về Đông Quan. Đông Quan tức là Hà Nội ngày nay, tìm gặp Nguyễn Trãi và liên kết với các quý tộc nhà Trần để bàn kế đánh giặc lấy lại nước. Chuyến đi chẳng được như ý, Nguyễn Trãi đã bị Trương Phụ bắt, hiện tính mệnh không biết ra sao, nên anh em chẳng được gặp nhau. Nhiều người trong hoàng gia theo gương ông nội, ngày chơi động thanh hư, đêm xem cầu thầu ngọc, yêu nước thương dân, chỉ biết uống rượu khuây sầu, ngâm thơ nhớ nước. Chính họ đã khuyên Nguyên Hãn hãy lui về ở ẩn, giữ mình. Giữa lúc ấy, Trần Nguyên Hãn lại được tin nhiều quý tộc Trần như Trần Nguyên Chỉ, Trần Sư Hiền, vân vân, ngay cả Trần Thúc Giao, vì vinh hoa phú quý đã lần lượt hàn giặc. Chỉ có Trần Quỹ, Trần Quý Khoáng dám chiêu binh mãi mã, nguyện cùng quốc quân sống chết vì xã tắc, chống lại giặc Ngô. Nhưng ngọn cờ khôi phục nhà Trần đã suy, lòng dân không mong, cũng không phải là nơi Nguyên Hãn gửi chí. Buồn bã, Trần Nguyên Hãn trở về, và dọc đường đi Nguyên Hãn đã nghĩ kỹ rồi. Nguyên Hãn sẽ ngấm ngầm chiêu binh, tích lương, chờ thời theo ý riêng của mình. Con đường Nguyên Hãn chọn không phải là con đường theo nhà hậu Trần sướng nghĩa, không tự tôn để chiêu hiền đãi sĩ, mà là con đường chống giặc vì dân, vì nước, vì phúc lành của muôn họ.
trời tối dần, Trần Nguyên Hãn xốc đôi vỏ đã hết dầu định đi, thì từ phía chợ bỗng xuất hiện mấy bóng người lúi húi như đang tìm kiếm vật gì. Đoán chắc không phải là binh lính giặc, Trần Nguyên Hãn quẩy đôi vỏ kín đáo tiến lại. Nguyên Hãn suýt bật lên thành tiếng khi nhận ra viên tướng giả và mấy đông phu ở Trang Sơn Đông. Ông làm gì ở đây? Trần Nguyên Hãn cất tiếng hỏi. A công tử, sao công tử lại biết tôi ở đây? Người tướng giả sốt sáng đáp. Ông và các bác tìm xác ai đó phải không? Cả bọn nín thinh không đáp. Trần Nguyên Hãn bồn chồn. Giặc đã sát hại ai vậy? Sao ta hỏi không nói? Thưa công tử, giặc đã giết tôn phu nhân rồi. Trời ơi! Trần Nguyên Hãn kêu lên, rồi đứng lặng như hóa đá. Người tướng giả đến bên Trần Nguyên Hãn nói nhỏ nhẹ. Việc đã xảy ra rồi, công tử chớ quá buồn lòng. Giặc tích nhiều điều ác, nghịch lòng dân chúng, càng chóng chết. Công tử chẳng đã ra đi vì đại nghĩa đó sao? Một nông phu cũng đến bên Trần Nguyên Hãn. Sáng nay chúng tôi không trói lão tướng lại thì sự thể không biết sẽ ra sao. Tên huyện quan Trần Thiêm Ích vừa được giặc Ngô cất nhắc đã dẫn giặc đến bắt tôn phu nhân và nhiều người khác đem đi giết hại. Chúng tôi đang đi tìm xác những người bị giết đem chôn cất. Mẹ ta trong số những người bị treo cổ này chăng? Trần Nguyên Hãn giọng khàn đặc hỏi. Ồ không, vẫn người nông phu đáp. Tôn phu nhân bị giặc mổ lấy mỡ đem rán rồi thiêu sống. Người đã nguyền rủa giặc cho đến lúc chết. Nỗi đau xé lòng, căm thù giặc ngút trời đã khiến Trần Nguyên Hãn nảy ra một quyết định táo bạo. Vì vậy, sau một hồi suy tính, Trần Nguyên Hãn cất tiếng hỏi. Nếu không có bọn thổ quan, giặc có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, vậy trong lúc ta chưa đủ sức dây binh chống giặc, trước phải bịt mắt chúng, chặt chân, chặt tay chúng, nhân thể để răn đe những tên cam tâm chả giáo đón giặc. Người tướng giả sốt sắng. Công tử nói chí phải, tôi cũng nghĩ tới lẽ ấy. Bọn người quỳ gối rước giặc, chỉ cho giặc bắt giết dân mình, thật là đáng tội chết. Cả ngày hôm nay chúng tôi không bỏ sót một hành tung nào của lũ ấy, cũng vì lẽ đó. Nhà tên huyện quan ở đâu? Trần Nguyên Hãn hỏi người tướng giả. Cách thành Tam Giang chừng 2 dặm. Thành Tam Giang tức là thành ở Việt Trì, Vĩnh Phú. Trở lại câu chuyện, Trần Nguyên Hãn hỏi nhà tên huyện quan ở đâu. Cách thành Tam Giang chừng 2 dặm. Việc canh phòng thế nào? Thường chỉ có 2 tên lính thay nhau đứng canh ở cổng. Sau hồi suy nghĩ, Trần Nguyên Hãn lại hỏi. Ta cần một bộ quần áo giặc Ngô. Vào giờ này bọn giặc có còn la cà vào thôn cùng ngõ vắng không? Có, người tướng giả đáp. Nhưng chúng đi thành từng toán. Trong đêm tối, cặp mắt của Trần Nguyên Hãn rực sáng. Bây giờ các bác hãy ở lại chôn cất người chết, còn ông theo ta. Để chúng tôi cùng giúp sức, các nông phu nhất loạt nói. Thôi, đông người dễ lộ, rồi ta sẽ gặp nhau bàn đại sự sau. Nói rồi, Trần Nguyên Hãn cùng người tướng giả vội vã đi khỏi chợ. Các bạn thân mến, khắp vùng Tam Giang lan truyền một cái tin, có 2 người lạ mặt rất giỏi võ, phục giết lính Ngô rồi cải trang, đang đêm đến tư dinh giết chết tên huyện quan. Một đồn 10, tin dữ bay đi, làm cho giặc Minh đêm đêm không dám ra khỏi đồn. Bọn thổ quan theo giặc nơm nớp lo sợ, nhưng dân chúng thì ngược lại rất hả hê. Chính họ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện để uy hiếp tinh thần giặc. Trong lúc ấy, Trần Nguyên Hãn được dân chúng che chở, vẫn đêm đêm trong đèn đọc binh thư, ngày quẩy dầu đi khắp vùng dò xét nội tình giặc, vừa khích lệ lòng ái quốc của dân chúng, ngấm ngầm thu phục nhân tâm, mưu việc lớn. Một hôm, Trần Nguyên Hãn gọi người tướng giả cùng đi với mình vào một khu rừng thần.
Khu rừng thần ở đây, tức là ở thôn Đức Lệ, Trang Sơn Bình, nay thuộc xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Đây là đều là cái địa danh ngày xưa. Chỉ vào bãi đất rộng giữa rừng, chung quanh có cây cao bóng cả, cỏ gai rậm rạp. Trần Nguyên Hãn hỏi người tướng giả, ông thấy chọn nơi này làm nơi luyện quân có được không? Người tướng giả cố nén tiếng reo, bấy lâu tôi vẫn chờ mong ngày công tử dựng cờ giấy nghĩa chống giặc. Đã đến lúc dân chúng cần có người chèo lái. Ta biết vậy, nhưng hãy băn khoăn, ông đừng hiểu lầm ý định của ta. Ta không bao giờ có ý mưu đồ vương bá. Bản tâm ta chỉ muốn giành được nước, cứu được dân, đuổi giặc mà thôi. Nếu vậy, sao công tử không giúp Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng? Tôi nghe nghĩa quân của hai vị vương ấy đã thu phục được miền đất từ Thanh Hóa trở vào. Ta nghĩ kỹ rồi, lúc này khôi phục nhà Trần, lòng dân đã chán ghét, thì nghiệp lớn sao thành được. Chỉ có thể cứu dân cứu nước theo chí riêng của ta. Nhưng không dựng cờ xướng nghĩa, sao thu phục được nhân tâm? Trai tráng sao biết được mà tìm về tụ nghĩa? Trần Nguyên Hãn chậm rãi, ông yên lòng. Hiện tình dân chúng lúc này đòi ta phải thức thời. Nghĩa lớn là ở mục đích chứ không phải ở danh nghĩa. Đất nước này rồi thiếu gì minh chủ để ta phò tá? Ta thực chỉ muốn làm tướng, đánh trăm trận trăm thắng. Người tướng giả từ ngạc nhiên đến thán phục. Công tử có tài trí mà lại khiêm nhường rất mực. Ta muốn lập đồn quân nơi đây, ngay rừng này, ông thấy thế nào? Chọn đất rồi họp binh, công tử quả là người chín chắn hiếm có đấy. Dùng nơi này vừa luyện tập võ nghệ vừa giấu quân thì không đâu bằng. Lại nữa, quanh rừng có thung Đa Mang, có đồi Ngọc Sách, đồi Chủ, đồi Trà. Nếu vạn nhất có xảy ra chuyện gì, các nơi hỗ trợ cho nhau thật tiện lợi. Trần Nguyên Hãn phấn chấn, ngay ngày mai ta sẽ tụ tập trai tráng Trang Sơn Đông, rồi tỏa đi các nơi giải bày nghĩa lớn, dân chúng chắc sẵn lòng hưởng ứng. Các bạn thân mến, giữa rừng thần, trước đàn thề khói hương nghi ngút, có trương một lá cờ đại. Trần Nguyên Hãn sau mấy lời thăm hỏi nghĩa binh bỗng cất cao giọng, tôi vốn dòng dõi nhà Trần, vì chí cứu đời giúp dân trước họa diệt chủng của giặc Ngô, đã dựng cờ xứ nghĩa, tụ tập trai tráng mưu việc đại nghĩa. Tôi thề không khôi phục cơ nghiệp nhà Trần đã suy, không mưu đồ vương bá, lại cũng không vì danh hão, mà nguyện đem chí mọn nối bước tiền nhân, cùng các nghĩa sĩ phụng sự dân nước, quyết đánh giặc, khôi phục lại nước cũ. Nếu tôi sinh lòng này khác, cầu hơn hiện tại núp bóng quân thù, không cùng đồng lòng, quên lời thề ước, cúi xin trời đất, thần linh giáng cho trăm vạ chịu hết hình phạt của trời. Dẫu trời long đất lở, tôi xin lấy giọt máu này chứng cho chí hướng không rời của tôi. Dứt lời, Trần Nguyên Hãn rút kiếm cắt vào ngón tay trỏ bên trái, rồi quỳ xuống thấm máu vào lá cờ đại. Gần 200 nghĩa quân lắng nghe và theo dõi từng cử chỉ của người chủ tướng trẻ một cách nghiêm trang, thành kính. Ngay sau dãy, người tướng già bước lên đàn, giọng trầm đi vì xúc động. Tôi tuy tài hèn, đức mọn, không chịu được nỗi nhục mất nước, quyết xin hiến thân cho nghĩa lớn, theo chí của công tử, cùng anh em nghĩa binh, nguyện một lòng đánh giặc cứu nước. Nếu tôi thay lòng đổi dạ, không thể sống chết cùng nhau, dám quên lời thề ước, xin trời tru đất diệt kẻ phản bội. Tôi xin lấy giọt máu này làm bằng cớ. Người tướng già rút đoạn đao chích máu thấm vào cờ. Lần lượt các nghĩa binh lên tuyên thệ chích máu, lá cờ đại chẳng mấy chốc đã sẫm đỏ. Giữa lúc ấy, trên lối mòn dẫn vào rừng, Trần Nguyên Hãn
và các nghĩa binh bỗng thấy xuất hiện một con voi lớn. Trên bảnh voi, một nông phu trẻ tuổi, nước da đỏ như đồng hun, tay áo sắn cao, nổi từng thớ chắc nịch, đang giơ búa thúc voi đi gấp. Voi vừa đến giữa giáo trường, chợt một nghĩa quân kêu lên sửng sốt: "Trạch Khô, đô vật lừng danh vùng Ba Vì." Trạch Khô, tên người quản tượng, vội cho voi dừng lại rồi nhảy xuống, tiến đến trước mặt Trần Nguyên Hãn. "Nghe tin tướng quân dựng cờ dễ nghĩa nên tôi xin ra mắt, mong được tướng quân thu dụng. Con voi kia vốn là của một chiến tướng nhà Hồ, sau ngày thành Ba Bang thất thủ, tôi bắt được nó và xin trao cho tướng quân." Nhiều tiếng suýt xoa nổi lên. Trần Nguyên Hãn nắm chặt tay Trạch Khô, giọng hồ hởi: "Tấm lòng của người thật đáng quý, ta sao nỡ chối từ." Ngày sau đấy, Trần Nguyên Hãn chia các nghĩa binh thành từng đô, rồi quả quyết nói: "Người của chúng ta còn ít, nhưng phép dùng binh, quân cốt tinh không cốt nhiều. Muốn tinh phải am hiểu binh thư, phải dày công luyện tập. Vì vậy anh em phải ngày luyện võ, đêm học binh thư, ai cũng phải gắng hết sức mình, không được lười biếng. Được như thế, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành một đội quân tinh nhuệ, một địch 10, 10 địch 100, hay hơn nữa." Ngừng lại một lúc để thăm dò nghĩa quân, Trần Nguyên Hãn lại tiếp, giọng chắc nịch: "Theo các bậc tiền bối, vật là đầu hàng võ. Muốn giỏi võ phải giỏi vật đã. Cũng như trước khi tập kiếm, kích, côn, quyền, phải giỏi tấn. Thái sư Trần Thủ Độ xưa từng là một đô vật có tài vùng Thiên Mạc. Thái sư Trần Quang Khải, tổ bảy đời của ta, từng là trạng nguyên vật, sức khỏe nhất nhì trong nước. Vậy trước khi học võ phải học vật. Vật có nhiều tính, con nhà binh phải có. Tính đó là can đảm, điềm tĩnh, nhanh trí, kiên nhẫn và nhất là khỏe. Anh em có bằng lòng như ta nói không?" "Chúng tôi xin theo tướng quân." Các nghĩa binh đồng thanh đáp. Bỗng một nghĩa binh lên tiếng: "Thưa tướng quân, trong quân ngũ hiện có nhiều đô vật. Vậy buổi đầu luyện quân, xin cho thi vật để mọi người đều được học hỏi." Lập tức các nghĩa binh nhất loạt hưởng ứng. Hòa trong niềm vui của các nghĩa binh, Trần Nguyên Hãn vốn là một đô vật từng ăn giải cạn ở nhiều nơi, thích thú ra lệnh. Giải cạn tức là giải không ai dám vào phá. "Ta bằng lòng cho anh em thi vật." Rồi hướng về người tướng giả, Trần Nguyên Hãn nói lớn: "Ông hãy cầm trống trầu thay ta." Các nghĩa binh hò reo tản ra chuẩn bị. Từ đấy tướng và quân đói no cùng trải, ngọt bùi sẻ chia, say sưa chuyên cần luyện tập. Dù tuổi còn trẻ nhưng Trần Nguyên Hãn tỏ rõ là viên tướng chí dũng song toàn. Vì vậy quân sĩ ai nấy đều kính trọng và răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của viên tướng trẻ. Nhân dân cũng rất mực yêu mến Trần Nguyên Hãn. Họ bí mật góp tiền của và thóc gạo, mua ngựa chiến trao cho nghĩa binh. Chính nhờ sự hỗ trợ ấy mà đồn quân Minh kiểm chiếm cả một vùng cách đó không xa, nhưng chúng không hề biết tung tích nghĩa quân rừng thần.